Chào các bạn nhé, quay trở lại cái CD. Thì hôm trước mình đã làm cái phần tin tức này, có nhiều cũng đã xong rồi, nhưng mà khi mình deploy lên server ấy, mình có nhờ đây em nó nhập cái dữ liệu ấy, thì ở đây cái giao diện này nó đang còn chưa chuẩn lắm. Thứ nhất là kiểu như lúc mọi người nhập ấy, vào admin mọi người nhập thì mọi người copy nội dung ở trong cái copy nội dung ở cái ở nội dung từ web khác về, nên là những cái định dạng nó sẽ ăn theo và nó sẽ không còn được đẹp như trước. Đây thì ở đây thì mình sẽ quy xuống lên và mình sẽ start lại một chút. Ví dụ như là ở tháng H1 này là mình cho là full size là bao nhiêu đây? H1 là RAM à? H1 là 2 RAM vị trí là tầm tầm 32 pixel. Là 28, là 28 thì ở mình H2 mình sẽ cho là 1,5 RAM nhé. Đây cái giao diện này đây H2. H2 nó cho 30 nó sẽ to hơn H1 thì là không đúng, mình sẽ cho là full size. Thằng này là 1,5 RAM. Đấy. Nhưng mà thông thường thì đúng là ở đây H1 và H2 người ta nhập không dài vậy đâu. Đây. Mình sẽ sửa ta lại một chút ở cái trang chi tiết sản phẩm nhé. Là chi tiết bài viết đây. Ta luôn thế này thì cần. Bắt đầu từ cái trong cái phần content này này. Đây. Mình sẽ cho mấy class là content. Ở đây article content. Đây là content rồi. À đây. Đâu là không sao đây. Mình sẽ đây mình sẽ cho article content đây. Cái này nằm trong được. Đây mình sẽ cho là H2 là full size là đi 1,4 RAM này. Những cái hình ảnh này là những hình ảnh này ở đây mark quick 100% ok không sao. Cái phông chữ là phông chữ gì nhỉ, phông chữ đang dùng Rubuntu đúng không? Đây là nó sẽ ăn đằng này này, thì mình sẽ chỉnh lại cái phông chữ Rubuntu này. Đây font family này, ở đây cũng article đây font family là cho về Roboto. Ok, mình sẽ đẩy lên thử xem nào. Đây mình đang cần đẩy lên Git và mình deploy trên cái VPS của mình nhé. Thì mọi người không 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 cần quan tâm đến cái đề lắm. Ok, mình sẽ chỉnh sửa lại này. Đấy, thì ở đây là nó đã về cái phông chữ nó vẫn chưa ăn này. Mình sẽ xem thấy style này. Đây thì thằng này mình H2 1,4 RAM. Chỗ này mình cho một cái nữa là important thì máy nào nó phải ăn được. Chỗ này mình chưa cho important. Đây. Cho important. Cũng không ăn được à? Article. Family rồi. Chỗ này chọn để vào để mình xem mà nó ghi đề.
tin tức cập nhật. Đây là mấy cái này đây đang ăn cái định dạng của editor này. Bây giờ cái phần này mình sẽ chỉnh sửa lại lại sau khi mà đã hoàn tất cái project nhé. Khi hoàn tất cái project thì mình sẽ review lại hết một lượt cái giao diện, mình sẽ style style lại hết tất cả giao diện, tại vì giao diện ở đây mình đang cần đi gì lên trên mạng nên là nó không được đẹp lắm. Giao diện mình lên trên mạng này nó không được đẹp cho lắm. Mình thích tự code hơn, nhưng mà để nó nhanh thì cứ lấy tạm của mình có mời có tạm một cái giao diện ạ, sau đó mình sẽ style sau. Đây thằng này thế này. Ok, thì ở video sau thì mình sẽ chỉnh sửa lại phần danh mục sản phẩm nhé, cho nó đẹp một chút.